Vâng, xin chào các bạn, tôi là Tuấn Anh đến từ phòng truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình chia sẻ những mẫu cộng nhôm đúc đẹp được công ty chúng tôi tiến hành thiết kế và thi công trọn gói trên 63 tỉnh thành. Và hôm nay tôi đang có một chuyến đi về tại cụm 8, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội để thăm lại một công trình, một cái mẫu cộng nhôm đúc được chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình anh Nguấn. Thì như các bạn đã biết thì một ngôi nhà nó đẹp thì nó phải đồng bộ từ ngoại hình kiến trúc đến cái nội thất ở phía bên trong và toàn thể không khuôn viên sân vườn ở phía bên ngoài. Và anh Huấn đã đặt trọn niềm tin vào công ty chúng tôi để tiến hành thiết kế cho gia đình anh một cái mẫu cộng nhôm đúc để nó phù hợp với toàn bộ cái kiến trúc ngôi nhà của anh là một ngôi nhà biệt thự 3 tầng mái Thái theo phong cách tân cổ điển. Và bây giờ anh thi công một cái hệ cộng nhôm đúc như này để nó đồng bộ lại toàn bộ khuôn viên sân vườn, nó đồng bộ lại toàn bộ kiến trúc để người khác nhìn vào có thể thấy được cái sự bề thế, cái sự sang trọng của toàn thể công trình của gia đình nhà anh. Và một cái hệ cộng nhôm đúc này đều được chúng tôi là thiết kế làm sao để nó phù hợp với cái yêu cầu của chủ nhà, cái nguyện vọng và cái tâm tư của chủ nhà đặt vào. Và toàn bộ cái mẫu cộng nhôm đúc này của gia đình nhà anh Huấn thì được chúng tôi thiết kế trên cái diện tích có kích thước là 3m2 là chiều rộng các bạn nhé, và 2m8 là chiều cao của cái mẫu cộng nhôm đúc này. Thì toàn bộ cái mẫu cộng nhôm đúc này đều được chúng tôi sử dụng bằng những cái nguyên liệu nhôm có sự chọn lựa rất là kỹ từ cả cái nguồn vật liệu để làm sao cái mẫu cộng nhôm đúc này phải có cái độ bền, độ đẹp và độ chắc chắn theo thời gian. Và công nghệ đúc chân không được áp dụng cho cái mẫu cộng nhôm đúc này là một công nghệ rất là mới trong thời đại hiện nay để làm sao phải có được cái chất nhôm, phải có được cái khung nhôm và nó phải có một cái khung cửa làm sao nó phải có được cái tính thẩm mỹ cao nhất. Và công nghệ đúc chân không sẽ rút ra hết toàn bộ cái không khí ở phần bên trong của cái phần nhôm đúc này, cho nên nó sẽ để lại một cái bề mặt cộng nó rất là mịn các bạn nhé, nó không có tồn tại những cái bọt khí. Đây các bạn có thể nhìn thấy trên cái bề mặt cộng nhôm đúc như này đều được chúng tôi là thiết đúc bằng công nghệ đúc chân không, cho nên là nó không có cái bọt khí và cái độ hoàn thiện nó rất là tốt các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể lựa chọn là một cái đơn vị là thi công cộng nhôm đúc, nhưng hãy có một cho mình một sự lựa chọn chính xác về cái đơn vị đấy để làm sao các bạn phải có một cái bộ cộng nó thật sự là sang trọng, nó phải có sự đẹp và nó phải có sự đạt cái tính thẩm mỹ là tối đa. Và các bạn có thể nhìn thấy ở cái phần là phù điêu mà chúng tôi sử dụng cho cộng nhôm đúc này, thì các bạn có thể thấy là đây là một cái bức phù điêu dựa trên cái phong cách của hoàng gia Anh các bạn nhé. Các bạn có thể thấy những cái chú sư tử đội vương miện này, những chú ngựa thần có sừng ở đây, kết hợp với những cái cành ô liu ở đây đại diện cho cái sự sang trọng và cái tính là hoàng gia của toàn bộ là cái phong cách kiến trúc của bộ cộng nhôm đúc này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy những cái chi tiết phù điêu này. Nếu bạn đi sâu tìm hiểu về toàn bộ cái những cái hình ở trên cái phù điêu này, các bạn có thể nhìn thấy ra những cái điều rất là thú vị. Ở đây có thể các bạn thấy như một cái chi tiết là một cái vị tướng quân đang cưỡi một con ngựa để ra trận. Ở đây là một con chú ngựa sừng và hai bên là hai chú sư tử, và ở giữa là một cái chú sư tử đội vương miện có cái biểu tượng của thập tự chinh. Rồi, các bạn có thể nhìn thấy vào các cái chi tiết hoa văn ở đây. Các cái chi tiết hoa văn ở đây được chúng tôi là thiết kế và thi công làm sao nó phải đạt cái độ sắc nét là cao nhất. Thì các bạn có thể nhìn thấy là khi mà đúc ra một cái sản phẩm nào, bất kỳ nào cũng thế, cả vật liệu xi măng, thì nó sẽ tồn tại những cái góc cạnh ở đây. Thì những cái góc cạnh ở đây thì đều được là các người thợ là chuyên nghiệp ở bên công ty chúng tôi là phải mài giũa làm sao để là cả cái góc này nó phải nhẵn mịn, nó không có cái cảnh sắc và nó không tồn tại những cái chi tiết thừa để làm sao cái mẫu cộng này nó phải đạt được cái tiêu chuẩn thẩm mỹ là 100%. Và cả cái độ bền, cả cái phần này thì đều được chúng tôi là phủ lên một cái lớp sơn, một cái công nghệ sơn rất là hiện đại để là cái cộng này nó có độ bền chắc
nó có độ bền màu về cái mảng sơn này, nó không bị xuống màu theo thời gian. Cả cái chi tiết hoa văn này cũng được chúng tôi là thiết kế và thi công làm sao nó phải phù hợp với cái phong cách mà gia đình anh Huấn là yêu cầu chúng tôi. Kết hợp với đây là chúng tôi sử dụng hai cái hệ tay nắm cửa các bạn nhé. Hai cái hệ tay nắm cửa này cũng được sử dụng bằng chất liệu là nhôm đúc luôn. Và cái bộ cộng này thì cái tổng trọng lượng của nó khá là lớn các bạn nhé. Cho nên chúng ta là phải dùng một cái hệ bản lề, nó phải là chắc chắn để nó gá vào cái phần thành cột này. Và cái hệ bản lề này thì một phần được gá vào cái phần thành cột ở phía bên trên, và một phần nó sẽ đục sâu ở âm ở cái phía phần nền phía bên dưới, để làm sao nó phải nâng đỡ được toàn bộ cái hệ cộng này. Tại vì là hệ cộng nhôm đúc này toàn bộ là bằng nhôm nguyên chất, cho nên là có trọng lượng rất là nặng các bạn nhé. Rồi, các bạn có thể nhìn thấy cái bề mặt ngoài này thì đều được chúng tôi là thiết kế là có hai bức phù điêu các bạn nhé. Một bức phù điêu trong, một bức phù điêu ngoài ở mỗi cánh cổng. Và ở đây có những cái chi tiết hoa văn trang trí ở đây. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ những cái chi tiết này nó gắn liền với cái phong cách Hoàng gia Anh, để là nó nổi bật lên cái kiểu kiến trúc và nó phù hợp với cái mẫu nhà của gia đình anh. Vâng, và vừa rồi tôi vừa chia sẻ với các bạn một mẫu cổng nhôm đúc được chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình anh Huấn tại cụm 8 xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Thì nếu các bạn đang muốn là thi công hoặc tìm hiểu cho gia đình mình một cái bộ cổng nhôm đúc để nó phù hợp với toàn bộ cái kiến trúc của căn nhà, nó phù hợp với toàn bộ không gian sân vườn, để làm sao cái ngôi nhà của bạn, công trình của bạn nó phải có một cái sự sang trọng, nó toát lên cái vẻ hoàng gia ở trong công trình, thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại phía bên dưới để chúng tôi có thể về tận nơi trực tiếp tư vấn, khảo sát thiết kế, thi công trọn gói cho gia đình mình một bộ cổng nhôm đúc thật là ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ về mẫu cổng nhôm đúc đẹp trong chương trình lần sau. Thank you.